Xin chào mừng anh chị quay lại với kênh Thái Sơn Investment nha. Thì như trong cái video hôm qua Sơn có phân tích về thị trường thì ngày hôm nay thị trường đáo hạn phái sinh thì chúng ta thấy là cũng khá là giằng co. Ngày hôm nay thì kết phiên chỉ số VN-Index chúng ta chỉ là gọi là tham chiếu thôi, tăng xanh nhưng mà vẫn gọi là quanh quanh tham chiếu thôi. Và nhóm chỉ số VN30 thì có tăng tăng nhẹ khoảng 4 điểm. Về giao dịch của khối ngoại thì chúng ta thấy khối ngoại họ bán ròng rất là mạnh và tập trung vào cái chỉ số cổ phiếu Vincom của VIX. Còn lại thì các cổ phiếu khác thì chúng ta bán khoảng tầm khoảng 200 tỷ thôi. Thì cũng không có quá nhiều. VIX thì hôm nay cũng tác động khá là xấu với chỉ số. Đấy, nhưng mà chúng ta trong cái nhóm V30 thì chúng ta có VRE tăng trở lại. VRE kéo hỗ trợ cũng như những cổ phiếu như Masan, KDH. Thì KDH thì Sơn nghĩ thì cổ phiếu này hôm nay vượt đỉnh nhưng mà chúng ta mua ở cái việc vùng này nó cũng hơi rủi ro nha. Đó, vì cái nhịp chúng ta mua là nên mua phiên này. Đó, vì KDH thì nó đang cái hỗ trợ bởi là vì review ETF đợt này anh chị, ngày mai khá là quan trọng. Sẽ là cái phiên review ETF nên là sẽ có cái việc là mua bán mạnh ở một số cái cổ phiếu, thì anh chị cũng có thể tham khảo thông tin các báo đài, họ cũng truyền thông họ cũng chia sẻ nhiều rồi. Thì ví dụ KDH là được mua vào rất là mạnh nên là đây là cái nhịp là KDH kéo lên là cũng có thể là bán nha, bán lại cho quỹ ETF thôi. Nên là chúng ta đu ở những cái phiên này thì có thể là ngày mai nó vẫn đóng cửa tăng, nhưng mà chúng ta thấy là mua phiên này thì tôi nghĩ là nó sau cái việc nha, những cái mục đích thì họ đánh lên để mà bán được giá tốt cho quỹ ETF thì họ sẽ không có đánh tiếp nữa, nên là chúng ta mua giá cao mà sau những cái phiên ETF thế này thì sẽ bất lợi cho chúng ta. Nhìn chung cái vùng này thì chúng ta mua cổ phiếu break đỉnh mà cổ phiếu nó không có tín hiệu về nó dòng tiền, nó chỉ là gọi là kỳ vọng ngắn hạn thôi, thì chúng ta sẽ thấy là nó không có được ổn lắm, tức là nó phản ánh vào cái nhịp tăng này rồi, 38 đến 43 rồi. Thì xem KDH thì chúng ta khá là giống cái cổ phiếu Nam Long ở cái nhịp này. Đó, thì Nam Long mua ở đây thì khi mà thủng cái vùng mà tầm khoảng 43 này thì chúng ta cũng phải bán thôi. Đó, tại nó vi phạm mà. Nhìn chung là thủng 44 thì chúng ta hạ, còn thủng hết 43 thì chúng ta nên bán. Hôm nay nó cũng phục hồi 43 nhưng mà chúng ta thấy là rõ ràng cái nhịp vừa rồi thì một cái nhịp mà chúng ta mua break đỉnh thì nó sẽ không thành công đối với cổ phiếu này. Thì KDH thì cũng cẩn thận, cái kịch bản nó tương tự. KDH thì nó đang có cái kỳ vọng là ETF thôi, nó phản ánh ở cái nhịp ngắn hạn này nên là chúng ta tránh, tại vì cái phiên break này là hầu như chúng ta tham gia cũng được thì nên mua ngay từ phiên này rồi. Chứ còn phiên ngày hôm nay sẽ nghĩ nó chậm về T cộng. Điển hình cho cái việc mà kéo lên để phục vụ cho một số cái nhịp nhưng mà nó không gọi là cổ phiếu nó đi đường dài được, nó không có sống được, thì bất động sản chúng ta thấy là nó đang cũng đang khá là yếu. Những cổ phiếu mà leader của bất động sản thì có nói với anh chị đó là cổ phiếu DIG thì nhịp này nó suy yếu, suy yếu không, và đa phần thì không có nhiều cái sự dẫn dắt ở nhóm bất động sản nữa. Thì HVN không? Ngày hôm qua HVN tăng trần, thì tại sao là HVN có một nhịp kéo này? Tại vì chúng ta thấy là HVN gọi là ngày hôm qua là ngày phiên này này anh chị là hết nha anh chị, đây là cái ngày cuối ngày 14 này là hết hạn nộp tiền, hết hạn nộp tiền cái cổ phiếu HVN này, nên là đây là cái nhịp mà phục vụ kéo lên để mà nhà đầu tư nộp tiền mua phát hành thêm. Tại vì chúng ta thấy là HVN đang bị âm vốn chủ sở hữu mà nhà nước giống như là cổ phiếu này giống như là cần phải có nguồn vốn có cổ đông góp vào thêm để mà trang trải cho cái hoạt động kinh doanh rồi trả bớt những cái khoản khoản nợ, nên cần phải tăng vốn để mà duy trì cái hoạt động. Nên là cái đây là một cái sóng mà chúng ta thấy là đấy, chúng ta mua ở những phiên này thì chúng ta sẽ bất lợi rất là lớn. À, tôi nghĩ là HVN thời gian tới nó cũng khó mà nó tăng mạnh trở lại, vì đây gọi là một cái nhịp để mà họ phải buộc phải đánh lên, để vì sao? Để mà cho cổ đông họ nộp tiền, phải cảm thấy cổ đông kích thích. Tại vì giá trên sàn thì giá 28, 29 đấy, có hôm qua có thời điểm kéo lên 30 đúng không ạ? Đó, thì 28, 29 phiên này thì xe cứng này, trần cứng này thì sẽ kích thích là tâm lý là cổ đông là à thì đang giá 28 đến 30 mà chúng ta bây giờ nộp tiền mua giá có 10 thì hấp dẫn không? Rất hấp dẫn. Nó cũng tương tự như những cái cổ phiếu chứng khoán VND
ạ? Vùng giá mà là 50 mấy 60 mà bây giờ được mua giá 15, hay là SSI vừa rồi cũng chốt quyền có mua giá 15 hay chẳng SHS gì đó chị, đều tăng vốn thành công, tại vì là những cổ phiếu đó giá nó cao mà nó phát hành thêm giá thấp thì sẽ hấp dẫn, đúng không? Hấp dẫn nhà đầu tư. Còn nếu HVN mà chúng ta thấy là để mà giá thấp thì sẽ khó kích thích. Đó, chúng ta nên phải đẩy lên, phải gấp 3 lần mệnh giá. Nên là sau khi xong thì ngày hôm qua là HVN họ xả hàng nha. Nên là ai mà đu hưng phấn, đu theo là kỳ vọng là sẽ mở cửa rồi du lịch rồi hàng không hoạt động trở lại thì HVN sẽ rất là tiềm năng, thì đó chúng ta sẽ thấy là nó bị chúng ta bị úp ngay nha. Đây là một cái nhịp phục vụ ngắn hạn thôi cho cái việc là kích thích nhà đầu tư nộp tiền thôi. Anh chị mà có cổ phiếu HVN anh chị cũng biết là cái phiên này là chiều ngày phiên này là hết thời hạn nộp tiền mua phát hành thêm HVN. Thì sang đang nói trường hợp KDH như vậy thì chúng ta sẽ tránh cái trường hợp chúng ta đu giá cao nha, chứ không phải KDH cũng không phải là cái mã nó xấu gì, nó cũng là một cái doanh nghiệp rất là tốt trong ngành bất động sản. Cá nhân Sơn có đầu tư bất động sản, Sơn có mua nhà, Sơn cũng thích mua nhà của Khang Điền, thương hiệu nó uy tín và pháp lý của nó rõ ràng, các dự án của nó làm đẹp chuẩn. Nhưng mà chúng ta nói về góc độ tiềm năng tăng giá, đúng không ạ? Dòng tiền phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy là đang là có sự kiện ETF nha. Nên này nhìn chung cái việc mà vượt đỉnh vô lớn thì cũng tùy, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng cũng có thể tham gia tất cả các cổ phiếu được. Ngày hôm nay cũng còn một sự kiện nữa là đáo hạn phái sinh thì nó cũng giằng co thôi, nhưng nhìn chung thì cũng đóng cửa giá cao. Vì hôm qua cũng là kéo tương đối rồi, phái sinh cũng kéo tương đối. Hôm nay thì chúng ta có là các cổ phiếu penny, penny thì nó giảm. Đó. Penny rủi ro rồi. Thì hôm nay là những cái cổ phiếu là chúng ta thấy là thu hút nhiều. Đó là cổ phiếu họ Louis trong thời gian vừa qua, đúng không ạ? Đó, thì hôm ra ra tin là tại vì khi bị giảm sàn những cổ phiếu này nè thì ra tin trấn ngang, hoặc là DDV thì cũng giảm rất là mạnh đó, thì chúng ta thấy DDV anh có phân tích với anh chị là nhịp này nó chạy rất là đẹp, đúng không? Rất là mạnh đó, thì chúng ta chỉ tham gia nhịp này thôi, còn đi lên lên vùng này thì chúng ta sẽ thôi, vì nó tăng nóng mà tăng nóng mà sàn gốc com nó trần rồi nó tăng hở gáp như thế này thì nó rất rủi ro anh chị. Đó. Thì chúng ta chỉ nên đánh ở cái nhịp mà nó lên thôi, chứ còn bây giờ chúng ta bắt đáy thì nó rất rủi ro, hoặc là các cổ phiếu khác thì cũng đã tăng rất là nhiều rồi. Nhìn chung thì rủi ro nó nhiều thì và cái đoạn mà ngon nhất, cái đoạn tăng nóng tăng đem lại lợi nhuận rất là cao, và bây giờ gọi là ai mà mua thì chúng ta thấy là lãi rất là nhiều rồi, nên là có tín hiệu xấu là họ bán ra, nên là chúng ta đừng có vào ở cái chúng ta là người đến sau, đúng không? Cái bữa tiệc họ ăn uống chán chê chúng ta đến cuối cùng thì rất rủi ro. Và trong thời gian vừa qua chúng ta thấy là thị trường nó rất khó chịu, blue chip hầu như không có kéo được dòng tiền vào, mid cap thì cũng tăng giảm thất thường đó, chỉ có cổ phiếu penny thì nó tăng nóng và tăng bền đó, và đem lại cái lợi nhuận trong thời gian ngắn rất là nhanh, nên là thu hút rất nhiều nhà tư nhỏ tham gia vào penny đó. Nên là chúng ta thấy là khi mà ai cũng niềm tin mà cũng muốn bán cổ phiếu khác đổ vào những cái cổ phiếu penny nói chung, cũng như là cái họ cổ phiếu này Louis nói riêng, thì chúng ta thấy là nó sẽ rủi ro, đúng không ạ? Thì để mà hạn chế rủi ro thì chúng ta sẽ tránh nha, tránh trường hợp những cái tham gia. Sơn cũng không biết là nó lên hay xuống nữa đâu, nhưng mà nhìn chung Sơn cũng không có thấy cái đoạn này là cũng thấy là rủi ro nó nhiều hơn cơ hội. Chứ còn doanh nghiệp thì họ mà tao muốn đẩy lên đẩy xuống gì đó thì cái đó việc không không biết nha. Nhà tạo lập của cổ phiếu này thì chúng ta cẩn thận thôi, chúng ta đầu tư những cái doanh nghiệp mà nó an toàn cơ bản thì lợi nhuận thì có thể là nó không có được mà nó sốc trong thời gian ngắn, tăng nóng tăng nổ thời ngắn, nhưng mà ít ra nó an toàn cho chúng ta. Nhìn chung có lãi an toàn là tốt rồi, mang được tiền về tài khoản là được rồi. Thì hôm trước thì cũng có chia sẻ với anh chị những cái cổ phiếu này, đúng không ạ? Cổ phiếu QNS đó. QNS hôm trước thì đó, thì hôm nay là chúng ta cũng tăng được, hôm nay có thời điểm là chạm giá 55. Hôm nay thì cuối phiên thì 54, thì hàng cũng vẫn chưa về thì chúng ta cũng có lợi nhuận trên 6% rồi. QNS thì có phân tích với anh chị. À, tức là chúng ta tham gia điểm mua ngày hôm qua được khi nó vượt cái vùng giá 40.5. Cổ phiếu này đang vượt đỉnh khối lượng tốt, đó là đẹp nha, dòng tiền vào mạnh.
chúng ta chờ hàng về và chúng ta tùy kỳ vọng mỗi người thôi, chốt lãi thì hoặc là nắm giữ tiếp gì đấy thì sẽ tùy. LCG thì Sơn cũng có khuyến nghị là chúng ta có thể tham gia những cái nhịp mà nó điều chỉnh, thì chúng ta có thể là LCG chúng ta có thể bắt thì ngày mai hàng cũng về, mai hàng cũng về lợi nhuận cũng cũng tương đối. Thì Sơn hiện tại là hàng đã về này, cũng bắt vào phiên đó. CG chúng ta bắt được khi nó rủ về đây nha, đỉnh cũ là EMA 20 ở đây đó, đường màu xanh này. Hôm nay mai là hàng T3 về. Còn mấy cổ phiếu cũng tốt, nhịp trước thì Sơn có khuyến nghị anh chị đó, khuyến nghị tham gia mua vùng này, hoặc là phiên vừa rồi thì Sơn có nói là bùng nổ ở đây thì cũng có thể là tham gia. Thì Sơn có tham gia lợi nhuận cũng tốt. Nó nhìn chung là đánh những cổ phiếu cơ bản như vậy cho nó an toàn. Sơn cũng không có ham cái lợi nhuận nó lớn tăng bằng lần, tăng 50-100% gì. Chúng ta cứ gọi là kiếm tiền mà nó bền vững trên thị trường thôi. Bởi vì chúng ta lỡ những cái nhịp đó thì thôi, không nhất thiết là chúng ta phải cứ đu theo. Họ kéo đến đâu thì tùy họ. Thì thị trường chúng ta thấy là khá là giằng co và đáo hạn phái sinh, và ngày mai là sẽ còn review ETF nha anh chị. Review ETF là sẽ biến động những cổ phiếu lớn, có cổ phiếu mua vào, có cổ phiếu bán ra. Nhìn chung thì ngày mai nó cũng sẽ khớp lệnh rất là lớn và nó cũng khó đoán. Về cái thị trường thì ngày hôm nay chúng ta thanh khoản nó cũng chỉ chưa được 17.000 tỷ, đúng không? Thì nó lại lanh quanh cái mốc này. Kể cả phiên ngày hôm qua đừng có nói là đồng tiền nó vào chủ yếu VN Small Cap, đúng không ạ? VN Small Cap ngày hôm nay, VN Small Cap tiếp tục khớp khối lượng lớn, 4 phiên liên tục khớp khối lượng lớn, nhưng mà ngày hôm nay thì nó gọi là có tín hiệu nó bị bán này. Nó điển hình những cái cổ phiếu họ lưu ý cũng chẳng hạn, vì nó tăng rất là mạnh rồi. Thời gian vừa qua là Small Cap là tăng, đấy, tăng một mạch, còn chúng ta VN30 thì không có tăng gì cả, còn VN Small Cap là vượt các loại đỉnh luôn, tăng 15% trong vòng cũng chỉ là chưa được một tháng vừa qua thôi. VN Mid thì chúng ta thấy là đoạn này cũng khó, tại vì chúng ta thấy là VN Mid thì đã Mid Cap đó, đã tạo ba đỉnh nha, đang phục hồi lên, thì nó cũng thể hiện nó cũng không phải là sát đâu, nhưng mà nó cũng tương đối. Thì chúng ta thấy là vừa rồi thì Mid Cap thì cũng nhiều cổ phiếu bị rủ rồi, bị gãy giảm rất là mạnh, nhưng mà khi phục hồi lên thì cũng có cổ phiếu vượt lại đỉnh rồi, nhưng mà có cổ phiếu thì cũng chỉ lanh quanh thôi, chưa vượt đỉnh được. Có cổ phiếu thì chúng ta thấy vẫn còn khá yếu, nên là nó cũng thể hiện khá là sát ở đây và đang phục hồi lên khối lượng thấp, nên là cái nhóm mid cap thì chúng ta cũng hiện tại chúng ta đánh thì chúng ta cũng chỉ chọn được vẫn một số thôi, chứ không phải cổ phiếu nào cũng đánh được. Hôm qua chúng ta thấy là cái dòng mà nó thu hút tiền đó là dòng thép đầu tư công ngày hôm nay bị chốt lời, nên là Sơn nói là nếu mà chúng ta tham gia cái phiên ngày hôm qua thì nó cũng chưa rõ ràng, để mà chưa biết được là T3 về có chắc chắn có lãi hay không. Cái đoạn này mà chúng ta mua bùng nổ mà những cái cổ phiếu mà nó xoay quay xong mà nó rách ngược trở lại thì nó cũng hơi khó, và đặc biệt là tại vì ngày hôm qua nó gọi là có tin tốt và hỗ trợ, nó tin tốt xuất khẩu thép được lớn đó. Hôm qua trong cái video hôm qua Sơn chia sẻ anh chị rồi, tin tốt cả về thép cả về đầu tư công, mình có tin tốt hỗ trợ thì nó thường nó tạo nên cái tâm lý hưng phấn cho nhà đầu tư ngắn hạn khá là nhiều. Cổ phiếu thường mà nó chạy mà nó không có tin đó, thì nó sẽ ok hơn, cái xác suất mà nó thành công sẽ cao hơn. Thì nên là thường phiên ngày hôm qua là Sơn cũng không có khuyến nghị mua mới dòng thép hay là những cổ phiếu mà đầu tư công nó bật mạnh lại được, kiểu FCN này chúng ta nhìn nó tăng HT1, nhìn nó tăng thì nó hấp dẫn đấy, nhưng mà đoạn này chúng ta thấy là mua đuổi cái dòng mid cap mà giá cao thì nó cũng không có những mua xong thì nhìn nó tăng rất là đẹp nhưng mà hàng về lại bị rủ. Thì video hôm qua Sơn cũng có phân tích rồi đó. Tránh chúng ta đua dòng đua giá cao hiện tại. Nhìn chung thì Sơn nói là danh mục chúng ta cứ mà có mã mạnh rồi, mã yếu thì chúng ta là sẽ canh, đúng không? Canh mà nó phục hồi thì chúng ta xử lý thôi, còn mã mạnh thì chúng ta cứ cứ giữ và chúng ta chốt lời dần lên, chứ còn tránh cái việc chúng ta mua mới nhiều. Hôm qua hôm nay hôm qua Sơn có phân tích mã DRI anh chị, thì mua cũng ít thôi, hôm nay Sơn cũng có mua cũng ít. Hiện tại thì nó chưa break được nha, ngày hôm nay nó chưa break được, thì chờ xem phiên ngày mai. Phiên ngày mai nếu mà nó break cái vùng 13.8 thì nó ok hơn.
thì anh chị chưa, là ai chưa mua thì cũng có thể chờ đi, chờ nên rớt hẳn cái vùng này đi, chúng ta mua cao một tí nhưng mà nó chắc chắn nó chạy luôn được. Còn đoạn này nếu mua chúng ta mua một tí thôi, mua test thôi. Sơn hôm nay Sơn cũng mua vừa phải, chưa có mua nhiều đâu, dự định thì đánh 20% tỷ trọng cho mã này nhưng mà hôm nay chỉ mới giải ngân có 10%, chưa mua nhiều. Và chủ yếu là sẽ các cổ phiếu Sơn chia sẻ đó, hàng về rồi thì sẽ hoặc là sắp về canh chốt lời thôi là chính. Cái đoạn này chúng ta luôn luôn giữ cái tỷ trọng mà chuẩn bị, chúng ta canh chốt lời thì nên nhiều hơn, có thể là tỷ lệ là 60 so với chúng ta 60 70% sau việc chúng ta mua mới, thì có thể là 30 40 thôi. Thì luôn như vậy thì chúng ta sẽ hạ bớt được cái tỷ trọng dần. Và chúng ta gọi là bỏ lãi vào túi nha. Chứ còn đoạn này mà mới bắt đầu mua mới mà mua mạnh liên tục, hoặc là chốt mã này xong lại chạy sang full mua mã kia full đó, thì nó rất rủi ro, tại vì thị trường nó đang cái đoạn nó nhạy cảm nha anh chị. Hôm tí nữa sẽ phân tích một số mã mà nó khỏe thì chúng ta có thể chú ý thôi, chú ý rồi ai giải ngân thì cũng chú ý về tỷ trọng. Nhìn chung cái đoạn này nhạy cảm thì Sơn không khuyến nghị chúng ta giải ngân mạnh nha. Mua mới thì thích mua thì nó cộng một cả mã nào đẹp nhất thì đẹp lắm thì chúng ta cứ 10-20% tỷ trọng trên cái tổng tài khoản của chúng ta đó. Ví dụ chúng ta đánh full margin được 10 tỷ thì mua mới bây giờ chúng ta 1-2 tỷ thôi, ta giữ giữ 8 7 8 tỷ thì chúng ta sẽ canh giá tốt, chúng ta chốt lời bỏ túi này. Nó đang đi gọi là cũng thực sự là nó chưa có thể bứt phá được, và nó đang tín hiệu là chúng thấy là mid cap thì phục hồi, blue chip thì chưa thể tăng mạnh, nó thể hiện chỉ số VN30 chưa thể bùng nổ, khối lượng vào nó chưa có một cái phiên bùng nổ nào. À xin nhầm tí, VN30 nha. Đó. Chưa có bùng nổ, chưa sự bùng nổ nào cả. Thì cái mốc hỗ trợ thì Sơn vẫn nhận định đó là tầm, nếu mà thủng 13 hiện tại 1345, thủng 1335 hạ bớt, thủng 1330 thì chúng ta có thể đóng cái vị thế ngắn hạn đi. Trading ngắn hạn thì đóng cái vị thế thì nó cũng tùy thuộc vào cổ phiếu mạnh yếu như thế nào, nhưng mà nếu mà chúng ta thấy là lúc đó thấy đa phần cái danh mục chúng ta cũng bị bán theo cái thị trường chung đó thì an toàn thì chúng ta có thể xử lý. Về cái điểm bán thì chúng ta bảo vệ cái tài khoản cho nó an toàn. Hôm nay thì cũng có một số mã ok đó, tức là có thể điểm mua đến ngày hôm nay. Hôm qua thì có này, Sơn có nói là tên L này thì tham gia ít cũng được, là tên L trong video ngày hôm qua đúng không ạ, hôm nay nó bật em vừa cái vùng 35.5 này chúng ta cũng phải mua, một phần thôi, nhưng mà nhìn chung thì nay đóng đến cũng chưa có gọi là cao nhất phiên nhưng có tín hiệu dòng tiền vào thì gọi là mua xong rồi chúng ta stop loss ngắn thôi. Đối với cổ phiếu này thì mua thì chúng ta sẽ stop loss vùng 34 này nha. Đó. Cái cổ phiếu này chúng ta thấy là đoạn này chúng ta mạo hiểm thì chúng ta cứ giải ngân theo tỷ lệ 10-20% Sơn nói đó, nhưng mà lưu ý là sai thì chúng ta stop loss thôi. Và hôm nay thì chúng ta còn có ví dụ TNG cũng ok. TNG chúng ta có cái sự gọi là đầu phiên là có một đầu tiên có một cái phiên rũ hàng rất là mạnh, khối lượng lớn, sau đó cổ phiếu này phục hồi và chúng ta thấy là cho thấy cái áp lực bán ở đây, nhưng mà hôm nay cổ phiếu này bùng nổ khối lượng lớn đấy và vượt được cái nến này, vượt được cái nến giảm mạnh này, đó cho thấy là đây là có thể là một cái nhịp rũ hàng thôi. TNG thì chúng ta thấy là cái triển vọng của ngành dệt may thì nó cũng ok, đặc biệt là TNG, tại vì là TNG là các doanh nghiệp phía Nam đó nó bị ảnh hưởng dịch nên là các đơn hàng chuyển ra các doanh nghiệp dệt may phía Bắc khá là nhiều. À, kết quả kinh doanh thì nó cũng thể hiện rồi ở tháng 7 tháng 8 của TNG đó anh chị. Đó thì cổ phiếu này thì ngày mai nếu mà nó có vùng giá điều chỉnh thì chúng ta cũng có thể là chúng ta mua thăm dò được nha, nếu vùng vẫn có thể điều chỉnh thì mua thăm dò được cổ phiếu này. Nên nhìn chung ba vùng 32-33 thì sẽ nghĩ là mua được cổ phiếu này, và chúng ta stop loss ở có thể là thủng cái vùng tầm khoảng thủng và thủng vùng 31 nha, thủng vùng 31 này. Nhìn chung thì chúng ta lấy cái nến này làm chuẩn đi, thủng vùng 31 năm thì chúng ta nên hạ tỷ trọng. Thủng vùng 31 thì chúng ta bán hết. Stop loss nó cũng ngắn ở cái đoạn này thôi. Mai thì chỉnh thì chúng ta mua thăm dò. Vì nó vẫn chưa cái vượt cái đỉnh vùng 33.7 này.
Nhưng mà cái nến ngày hôm nay thì nó gọi là ở đây tại toàn nến thôi, chúng ta thấy là nến bị bán ngược đúng không? Nến xấu không? Kiểu giống như là KBC đó, mấy phiên trước đó nó tạo những cái nến cho thấy áp lực bán, xong rồi phiên nó có một phiên giảm mạnh đấy. Thì hiện tại TNG đã phục hồi trước. Thì KBC thì hiện tại là đang giống TNG ở tầm khoảng hai phiên trước nha. Đang kéo lên và có áp lực bán, thì có thể ngày mai một KBC một cái phiên break thì nó rất là đẹp luôn. Thì sẽ có nói với anh chị là KBC thì chúng ta mua bắt được. Được thì ngày mai phiên cũng là phiên hàng về, tại chúng ta bắt ở phiên này đúng không? Sau cái phiên giảm mạnh thì chúng ta canh chúng ta. Đó, thì mai mà một phiên bùng nổ như thế này thì rất là đẹp. Và KBC hoặc là khu công nghiệp á, KBC và IDC thì sẽ nghĩ là đang rất là ok. KBC thì kỳ vọng thì mai sẽ break break trở lại nha, break cái vùng 44 thì sẽ nghĩ là nó sẽ tăng mạnh luôn. Còn IDC thì chúng ta thấy là ngày hôm nay thì nó cũng đã nỗ lực rồi, nỗ lực vượt được cái cản 45.5 rồi. Có những mã này thì chúng ta cứ nắm giữ tiếp thôi. IDC thì có thể chạy gọi là chạy trước một phiên so với KBC. IDC đoạn rồi chúng ta thấy là chỉnh không có nhiều. À, vẫn đang là cái mã khỏe đó. Còn hôm nay thì chúng ta cũng có thể là chúng ta mua. Hôm nay vượt cái này là chúng ta cũng có thể là điểm mua, cổ phiếu này tương đối mạnh nha. Chỉnh không nhiều, cứ lên nó tích lũy đoạn vừa rồi, đoạn này thì nó téo một mạch nha, nhưng mà đoạn này là cây break out này xong là nó chỉnh cho 4 phiên. Hôm nay nó vượt lên thì hôm nay là cái điểm chúng ta cũng có thể giải ngân. IDC, TNG. Còn KBC thì tôi nghĩ là mua mới thì mua bắt hôm trước thôi, chứ còn đoạn này chúng ta phải xem nó test nó qua được cái vùng 44 hay không. Xác suất cao thì tôi nghĩ là nó sẽ vượt, vì hôm nay đóng cửa thì cái giá này nó cũng khá là ổn. Nó đã hôm trước là nó bị thủng cái vùng 42.5, nó bị bán mạnh xuống thì hôm nay nó phục hồi, nó đóng cửa vượt 42.5 rồi, khá là ổn nha. Kỳ vọng ngày mai có một phiên tăng mạnh đi kèm khối lượng đỉnh đó thì càng tốt, thì cái lợi nhuận của chúng ta thì sẽ tương đối nó chạy lên, thì chúng ta sẽ canh chốt lên chẳng hạn vùng 46, 48 này, đó là cái 46, 47 thôi là cản của KBC, cản đỉnh cũ, xem xét tiếp cái vùng đó. Còn một mã nữa nha. Hôm nay thì chúng ta cũng có thể những cổ phiếu như TNG, IDC chúng ta có thể mua. Một mã nữa là APS nha anh chị. APS thì hôm trước Sơn có phân tích Sơn ở cái chat của này. Đấy, APS mẫu hình ở đây là nó cốc tay cầm này. Cốc tay cầm nó break out lên sau nó rủ lại nha. Đó, nó rủ lại. Đó, thì những cái nhà đầu tư họ mua phiên này, họ bị rủ phiên ngày hôm qua này. Rủ phiên ngày hôm qua. Rủ xong rồi bắt đầu hôm nay mới kéo kéo vượt tiếp, là hôm nay chúng ta có thể điểm mua khi nó vượt cái vùng 17. Thì cổ phiếu này thì mặc dù thì nó đã ngày mai thì tính ra nó qua điểm mua rồi, nhưng mà Sơn thấy là cái form cổ phiếu này thì nó tiềm ẩn một cái đợt tăng giá nó cũng rất là tốt, tại vì nó đang có tín hiệu nó chạy theo dòng. APS thì nó cùng dòng với những cổ phiếu như là đây là thuộc về cái nhóm APEC, cổ phiếu API hoặc là IDG, thì ba cổ phiếu này hôm nay nó đều tăng mạnh hơn thị trường chung, nên là nếu mà APS ngày mai mà có giá tốt, nhìn chung là nếu mà ngày mai vẫn dưới cái vùng 18 thì Sơn nghĩ vẫn mua ổn. Dưới 18 hoặc là có giá đỏ thì ngày mai càng tốt. Nếu mà nó chưa chưa chạy ngay, nó còn dùng dằng ở đây rồi thì chúng ta vẫn có thể mua được. Nhìn chung là dưới 18 thì vẫn mua bình thường thôi, tại vì chúng ta thấy là cái nhịp hôm trước là nó kéo lên vùng 17 này, xong nó rủ rồi. Thì nhìn chung nhỏ lẻ đã bị rủ ra ở ở những phiên này rồi, hai phiên vừa qua rồi. Cổ phiếu này thì nó gọi là nó chạy theo cái sóng của dòng APEC chứ không có liên quan về dòng chứng khoán nha. Đây là nó đang có một cái tín hiệu mà một cái sức mạnh riêng đó. Hôm nay thì chúng ta thấy là cả ba mã là IDC, TNG, APS này thì đều tăng mạnh, nhưng mà về đánh giá cao nhất thì Sơn khả năng là Sơn thấy là APS xác suất thành công của nó sẽ khá là cao.
vì tín hiệu nó chạy theo dòng. Còn TNG hay là IDC thì chúng ta thấy là cái mức độ hôm nay, ví dụ TNG thì hôm nay nó đóng cửa mà nó cao một tí, ví dụ là đóng cửa được 33.5, 33.6 gì đấy thì nó rất là đẹp, mạnh hơn tí thì cái xác suất của nó thì chúng ta mua breakout thành công viên này rất là cao. Còn IDC cũng tương tự vậy. IDC thì ở đây thì cái nhịp rũ này cũng chưa đủ mạnh, rũ mạnh một tí thì có thể là nó sẽ rũ được nhà đầu tư nhỏ hơn, nhưng mà nhìn chung thì cũng cũng ổn. Thì chú ý những mã này thì chúng ta cũng sẽ là về tỷ trọng nha, tỷ trọng tham gia nếu mà anh chị có mua lại khi nó điều chỉnh thì cũng chú ý cái tỷ trọng này. Đoạn này thì mua mới ít thôi nha, nó có vài mã xem thấy ok, còn nhìn chung là cũng không có nhiều đâu, không có nhiều cơ hội đâu. Còn mã nào mà tăng mạnh lên rồi thì không có những cái nền nó đã, thứ nhất là phải có nền tích lũy nha, tăng từ nền tích lũy. Ví dụ DRI ngày mai thì đó, nếu ngày mai nó một phiên bùng nổ thì nó có một cái nền tích lũy ở đây, nó có một những cái phiên rũ như thế này rồi và nó có một cái nền tích lũy ở đây khá là ổn này. Và mai bùng nổ thì chúng ta có thể là chúng ta mua, chỉ đánh những kiểu cổ phiếu như vậy thôi. Hôm trước thì tôi nói là QNS tại sao như vậy, tại vì nó có cái sự tích lũy và nó rũ lại ở đây hai nhịp này. Bắt đầu nó break thì chúng ta có thể mua phiên đầu tiên này. Còn những cái loại mà những cái dạng mà không có kiểu tích lũy như thế này chúng ta mua rất là khó, không có tích lũy này, nó lỏng lẻo đúng không ạ? Chúng ta thấy là về vận động của nó rất là lỏng lẻo, tăng giảm thất thường thì chúng ta mua breakout rất là rủi ro. TNG cũng là dạng có tích lũy nha, đấy, có dạng tích lũy ở đây, đã rủ mạnh sau đó tích lũy ở đây. Đấy, chúng ta sẽ chọn ra chúng ta sẽ thấy khác nhau. IDC cũng là dạng có tích lũy, có điều chỉnh nhẹ trong cái đoạn này, rủ đi tạo nên cái kháng cự để mà những nhà đầu tư bán ra trong cái đoạn này. KBC thì cái mức độ ở đây chúng ta thấy là đang phục hồi và nó không phải, cũng không phải là đoạn tích lũy, tức là nó tăng liên tục như thế này cũng chưa thấy đoạn tích lũy. Nên là mua an toàn, mua mới an toàn thì chúng ta sẽ chờ, ví dụ nó rủ lại tạo một cái đáy ở đây thì chúng ta sẽ an toàn hơn. Tạo đáy đây hoặc tạo đáy cao hơn nhưng nó bật lại thì chúng ta mua, khi bật lại thì ok. Chứ còn bây giờ nó kéo luôn thì thôi. Đấy, kéo luôn chúng ta mua thì nó sẽ, tại vì Sơn sẽ không mua ở trường hợp này, mà Sơn có đang có hàng sẵn, ví dụ cổ phiếu này đang có hàng sẵn là Sơn sẽ canh chốt lời khi kéo lên thôi, tùy đến kéo đến đâu nha, chưa biết kéo đến đâu nhưng mà cứ xác định là không mua thêm khi mà nó, ví dụ nó ngày mai nó break 44 luôn là không mua thêm nữa, sẽ canh chốt lời. Hôm trước thì Sơn có chia sẻ với anh chị một cái mã đó là LTG, thì nhìn chung thì nó hơi yếu một tí so với cổ phiếu QNS, thì cổ phiếu này nó yếu yếu hơn, nên là QNS hay là qua còn mã nào à, DRI thì nó vẫn đang xu hướng đi ngang, cũng chưa vẫn, cũng không có gì, bình thường thôi. Thì LTG này nếu mà anh chị nào có mua thì chúng ta lưu ý là hiện tại thì nó hơi yếu thì chúng ta có thể hạ bớt cũng được. Đó, hạ bớt. Còn nếu mà mua mới rồi thì chúng ta lưu ý là cái vùng chúng ta stop loss là đó, khi nó gãy thì về cái xu hướng này nha, tức là ở đây không phải là phiên bùng nổ thật, hiện tại thì nó vẫn chưa có phải là, nếu mà đang có thì chúng ta thấy vẫn chưa cần phải bán tại vì nó vẫn đang ổn định nha. Đấy. Còn nếu nó thủng lại cái nến này đó, tức là ngày hôm qua nó đã rủ rồi, nó đã test cung ở đây rồi, khối lượng thấp rồi, T3 hàng về không có bán ra mạnh, nhưng nếu thủng lại cái vùng này thì chúng ta sẽ bán nha, để chúng ta hạn chế cái rủi ro nha. Đấy. Cái đưa cái điểm stop loss của chúng ta rất là ngắn luôn. Đúng không ạ? Đấy, ví dụ chúng ta mua vùng quanh 40 thì chúng ta stop loss chỉ là 38.5 thôi, thì nó mất cũng ít. Nó mất chỉ là bao nhiêu? Đó, 3 phẩy mấy phần trăm thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là nó sẽ an toàn. Còn lúc nào nó rủ xong nó kéo lại đi thì chúng ta tính sau. Vì cái form của nó như vậy là nó không đạt. Còn ở đây mà nó tích lũy ở đây xong nó kéo tiếp thì rất bình thường. Hiện tại thì chưa vấn đề gì nha. À, Sơn dặn anh chị, tại vì cái mã này Sơn cũng có note cho anh chị. Này, chú ý. Nếu ai có mua nha. Cái ngày mai chúng ta kỳ vọng ví dụ dòng khu công nghiệp nha. Khu công nghiệp ví dụ KBC, IDC tiếp tục tăng, tiếp tục kéo.
Còn lại thì chúng ta những cái dòng như ngân hàng thì thấy nó cũng chưa có tín hiệu gì ổn cả. Ngân hàng, chứng khoán chưa có thể hiện gì cả. Chứng khoán thì lúc nãy Sơn có nói một cái mã là APS là nó sống riêng thôi. Sống riêng nó thuộc cái nhóm về nhóm APEC nha. APEC cùng với cổ phiếu API, tập đoàn API đó, đoàn APEC đó, và cổ phiếu IDG. Thì hôm nay thì dòng chứng khoán thì nó cũng không có mã nào mà nó đẹp cả. Tăng mạnh mà gọi là có sóng không trong ngày hôm nay. Chứng khoán nhìn lên chúng ta thấy là cẩn thận. Khi những cái dòng như là thép thì hôm qua lên theo tin rồi. Còn chứng khoán ngân hàng thì chưa thấy cái sự bùng nổ trở lại, dẫn dắt trở lại. Thì nên là cái đoạn này là đoạn chúng ta thiên về cái việc chốt lời hơn cái việc mua mới nha anh chị. Mua mới thì sẽ là tỷ trọng thấp, cẩn thận nha. Nhìn chung thì xu hướng Sơn sẽ an toàn, nên là có thể là không cần phải phải lãi quá nhiều, nhưng mà chúng ta phải bền bỉ, bền vững, không có để mà chúng ta dính những cái nhịp mà nó lỗ sâu thì chúng ta sẽ gỡ rất là mệt và ảnh hưởng tâm lý của chúng ta nữa. Sơn ví dụ như mã anh chị thấy là Sơn cũng đâu cần phải ăn to đâu, nhưng mà nhìn chung cứ mỗi mã một ít 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 như vậy thì nó cũng ổn. Cứ ít 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 vậy thôi, không cần phải ăn là bằng lần ăn 50 100% gì cả, vì tùy mỗi giai đoạn nha. Đấy, thị trường nó thấp thì nó khác, còn cái thị trường như thế này thì chúng ta là thấy là nó đến cái đoạn rủi ro rồi, thì đó, nếu khi thị trường nó có biến động xấu mà chúng ta không thoát ra kịp thời thì những cái khoản lãi của chúng ta thì nó chuyển thành khoản lỗ rất là nhanh. Nên là tại sao chúng ta cần phải chú ý thêm về thị trường chung là vậy, mà phải quan sát nhiều về thị trường chung là như vậy, vì nó ảnh hưởng đến cái cổ phiếu chúng ta cầm, nó sẽ ảnh hưởng ngắn hạn. Như những cái phiên như thế này thì chúng ta thấy là hai phiên giảm như thế này thì không có thể cổ phiếu nào nó tránh được, đúng không? Rất là khó. Số đi ngược thì Sơn nghĩ giỏi lắm chắc tầm 5% thị trường, mà chúng ta làm sao mua được đúng 5% thị trường nó không giảm trong hai phiên này, mức độ mà nó giảm như thế này chúng ta cẩn thận. Ok, cảm ơn anh chị theo dõi video này nha. Hẹn gặp lại cái video tiếp theo. Những anh chị cảm thấy kênh hay, hữu ích, anh chị đăng ký và kênh, like, comment giúp Sơn nha. Chúc anh chị buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại ở video ngày mai nha.